Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi sáng hôm nay mình đang có mặt tại phường Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên cầu Ông Bố, kế bên siêu thị Lotte Max và bệnh viện BKMX tỉnh Bình Dương, để review cho khách hàng một căn nhà hai mặt tiền. Nhà hai mặt tiền, view kinh doanh buôn bán, mở văn phòng, công ty, mở quán cà phê, đầy đủ hết. Ở đây là khu quy hoạch đồng bộ rất là đẹp, kế bên cầu Ông Bố. Ở đây di chuyển ra cầu Ông Bố chỉ khoảng 2 đến 300m thôi. Ở đây kinh doanh buôn bán rất là tốt nhé. Bây giờ đang tầm khoảng là 10 giờ sáng nên là lượng khách cũng vãn bớt đi rồi. Ở đây người ta mở văn phòng công ty ở đây rất là nhiều nha. Cà phê, quán nhậu ở đây là đầy đủ hết luôn. Đây. Căn nhà hôm nay em giới thiệu cho khách hàng có diện tích là chiều ngang 8m và chiều dài 21m. Có hướng chính bắc, được chủ nhà đúc một trệt 3 lầu, đúc 4 tấm. Trên cùng có sân thượng. Công năng sử dụng gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 6 phòng ngủ, 7 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ. Và nhà này có thang máy lên sân thượng luôn nhé. Thang máy đầy đủ luôn. Nội thất cơ bản rất là ok. Một căn nhà của đại gia. Kế bên căn hai mặt tiền đây. Căn nhà này chủ nhà bán để di chuyển về quận 2, ở một căn nhà dưới quận 2. Do chủ nhà không ở tới nên nhường lại căn nhà cho quý vị mình nha. Căn nhà hai mặt tiền đây này. Đây là mặt tiền bên hông của căn nhà nhé. Dưới đây mình có sân đậu xe hơi riêng ở phía cuối căn nhà đây nhé. Đây mình có sân đậu xe hơi riêng này. Có phòng vệ sinh riêng ở sân xe hơi luôn nhé. Di chuyển đây là phòng bếp nấu ăn. Bây giờ mình sẽ ra mặt tiền chính của căn nhà để quay kỹ cho quý vị mình cùng xem này. Mặt tiền bên hông. Bên hông được chủ nhà trồng 4 cây lộc vừng nha. Đây là mặt tiền trước của căn nhà mình. Một khu nhà rất là đẹp nha. Đây là mặt tiền trước của căn nhà mình này. Ở đây mình tiện vừa ở mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán rất là tốt, tiện mở văn phòng đại diện nhá. Căn nhà ngang 8, sâu 21, tổng là 487,4 mét vuông sàn nhá. 487 mét vuông sàn. Tổng diện tích là 160 mét vuông. View hai bên nhé. Nhà hướng chính bắc, ngang 8 sâu 11. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong tham quan, từ phòng khách tham quan lên nhé. Quý vị mình xem hết video luôn để trải nghiệm căn nhà cực đẹp như thế này. Bây giờ tới phòng khách rồi. Phòng khách cực đẹp nhé. Ngang 8, chủ nhà bố trí rộng rãi thoải mái ở đây nha. Sàn được chủ nhà lót gạch bóng kiếng giả đá loại 1 khổ 80. Hai bên chủ nhà ốp các bức tranh đây rất là đẹp nha. Bên hông này có cửa sổ thoáng mát này. Ở đây mình có thể làm mở ngân hàng, mở văn phòng công ty. Từ đây di chuyển ra cầu Ông Bố chỉ khoảng 300m thôi nha. Không gian này được chủ nhà ốp các bức tranh bằng kiếng rất là đẹp nha. Đây có thang máy này. Cầu thang lên trên, xíu nữa mình sẽ lên trên nha. Đây có thang máy luôn nha, thưa quý vị. Bên này có cửa bên hông này. Cửa bên hông này cũng được chủ nhà làm hai lớp nhé.
Ở ngoài có một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực. Bên đây là không gian của căn bếp này. Không gian căn bếp rất là rộng nha. Kế bên mình có gara xe hơi, phía sau có nhà kho, nhà vệ sinh nhé. Bếp đây có phòng vệ sinh luôn này. Ở đây có bộ bàn ăn 6 ghế nhé, xẻ ra rất là rộng. Bây giờ mình di chuyển lên trên này. Quý chị khách hàng đang có nhu cầu đi xem căn nhà này thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0973 114 255 cho căn nhà này nhé. Quý chị nào đang xem vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất em đưa lên hàng ngày. Nhiều căn nhà khác nhau và mức giá khác nhau. Nhớ ấn đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi hết các video nhé. Và quý anh chị nào đang có tầm tiền phân khúc từ hơn 10 tỷ cho tới 15 tỷ hãy liên hệ với em. Em đang có 4-5 căn. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Phòng ngủ đầu tiên rất là rộng nha. Bên đây có phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Phòng nào cũng có phòng vệ sinh riêng cho phòng nhé. Và có kho đầy đủ hết. Giếng trời, máy lạnh, tủ đầy đủ hết này. Bây giờ sang phòng ngủ thứ hai. Khoảng trống ở đây rất là rộng nha. Đây có thang máy này. Đây là phòng ngủ thứ hai. Tất cả phòng ngủ đều có tủ áo âm tường, cũng như tủ áo ở ngoài và phòng vệ sinh riêng trong phòng cực rộng luôn. Ở đây có phòng vệ sinh rất là rộng nha. Phòng vệ sinh, phòng tắm đầy đủ hết. Đây. Hai phòng ngủ tầng này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 8, chiều dài là 21 m, diện tích trên sổ là 160 m², diện tích sàn là 487 m. Sàn được chủ nhà đúc bê tông cốt thép đầy đủ hết và đã được chủ nhà hoàn công đầy đủ rồi. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Tủ áo âm tường đầy đủ hết nhé. Phòng ngủ thứ tư nhé. Bây giờ mình di chuyển lên trên nhé. Căn nhà 487 m². Trên đây là phòng thờ rất là rộng nha. Phòng thờ cực rộng luôn này. Phía trước là ban công đây. Đây có bộ sập nha. Thang máy này. Đây phòng thứ hai nhé, có người đang ngủ.
sân thượng này mình có thể kê bàn ghế nhậu, ngủ uống cà phê, tổ chức tiệc liên hoan sinh nhật ở trên đây được luôn nhé. Trên đây có phòng giặt luôn này.